Đó. Hello bà con, hôm nay mình đang ở Burlington. Đây là khu vực dép, giày dép. Đó, giày dép quá chừng. Muốn giày nào cũng có, size nào cũng có. Ở đây giày dép hơi bị nhiều luôn nha. Đó. Bên này nữa nè, cụ già muốn té. Bên này là giày dép của con nít. Này là áo, mùa đông. Phía bên này là quần, jean, quần tây. Bên này là trẻ em, khu của trẻ em. Còn phía bên này là cặp sách, ba lô. Bên này là đồ dành cho trẻ em, đồ chơi nè, áo quần đồ chơi trẻ em nè. Khu này bán đồ mấy cái đèn cầy thơm, đèn cầy thơm, nước hoa, đồ thơm. Bên này là khu rừng, khu cho rừng. Hay đựng nước đá. Bên này thảm, thảm bị chữ
hoa để trưng bày. Ghế tôi quầy, ghế ngồi cho tôi quầy bếp. Cái bếp ở đây nó cao cho nên quầy ghế cao. Ly là màu sắc Noel, màu đỏ. Sắp lên em sắp Giáng sinh ly màu đỏ. Đây, ly quá trời ly luôn. Ly nè, những mẫu kiểu dáng ly. Còn đây là dĩa, bộ là dĩa, chén dĩa ly đó. Nửa nhiều màu nhà bông tắm. Chủ nhà cái này ở đây coi cái gì, ở bên này có cái gì, bên này là thảm, bên này trong toilet cái chung phòng tắm, cái chai phòng tắm, cái này rất nhiều thùng rác, đồ chơi cho thú cưng chó mèo. Mẹ tôi đàn ông mèo.
kiếm tiền. Chiếc cao là tính tiền. Tính tiền. Đủ thứ. Bóp lý. Bóp tí. Đồ trang điểm nè, son móng tay, lộn xộn lắm, cái gì cũng biết, lộn xộn, đủ thứ, đồng hồ cũng có. Thank you.
theo cái nhịp của con thấy đủ. Đây, cái này gọi là Berlin tận. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã ok, cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Bấm subscribe, đăng ký ủng hộ mình, like và comment ý kiến trên phía dưới clip. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau của mình. Giờ thì mình đi dần dần kiếm gì mua. Rồi chạy qua câu đẹp.